tấm lòng, bằng cả sự đam mê của mình đối với rượu. Vâng thưa quý vị, và chúng tôi rất hy vọng rằng quý vị, tất cả những quý vị chưa được thưởng thức những ly rượu này, từ tập tục nâng khăn mời rượu, quý vị có thể tiến về phía trước để có thể mời những vị khách còn chưa được thưởng thức những ly rượu đặc biệt này.